Lại nữa, Xá Lợi Tử theo lời tôn giả hỏi: Do duyên gì mà nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh? Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, vì các đại Bồ Tát chỉ là tên gọi nhất thời. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Vì sao lại nói các đại Bồ Tát chỉ là tên gọi nhất thời? Thiện Hiện đáp: Cũng như tất cả pháp chỉ là tên gọi nhất thời, mười phương ba đời không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không chỗ trụ. Trong tất cả pháp không có tên gọi, trong tên gọi không có tất cả pháp, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì tất cả pháp cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không, tất cả pháp tên gọi đều vô sở hữu, bất khả đắc. Các đại Bồ Tát cũng vậy, chỉ là tên gọi nhất thời, cũng không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không chỗ trụ, chỉ là giả tạo. Do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá Lợi Tử: Như sắc uẩn cho đến thức uẩn chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì sắc uẩn vân vân chẳng phải tên gọi cũng chẳng phải sắc uẩn vân vân. Trong sắc uẩn vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có sắc uẩn vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì sắc uẩn vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không, hoặc sắc uẩn vân vân, hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng là như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá Lợi Tử: Như nhãn xứ cho đến ý xứ chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì nhãn xứ vân vân chẳng phải tên gọi cũng chẳng phải nhãn xứ vân vân. Trong nhãn xứ vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có nhãn xứ vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì nhãn xứ vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không, hoặc nhãn xứ vân vân, hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá Lợi Tử: Như sắc xứ cho đến pháp xứ chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì sắc xứ vân vân chẳng phải tên gọi cũng chẳng phải sắc xứ vân vân. Trong sắc xứ vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có sắc xứ vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì sắc xứ vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không, hoặc sắc xứ vân vân, hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá Lợi Tử: Như nhãn giới cho đến ý giới chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì nhãn giới vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải nhãn giới vân vân. Trong nhãn giới vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có nhãn giới vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì nhãn giới vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không, hoặc nhãn giới vân vân, hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá Lợi Tử: Như sắc giới cho đến pháp giới chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì sắc giới vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải sắc giới vân vân. Trong sắc giới vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có sắc giới vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì sắc giới vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không, hoặc sắc giới vân vân, hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh.
Xá lợi tử như nhãn thức giới cho đến ý thức giới chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì nhãn thức giới vân vân chẳng phải tên gọi cũng chẳng phải nhãn thức giới vân vân. Trong nhãn thức giới vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có nhãn thức giới vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì nhãn thức giới vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không hoặc nhãn thức giới vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng là như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá lợi tử, như nhãn xúc cho đến ý xúc chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì nhãn xúc vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải nhãn xúc vân vân. Trong nhãn xúc vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có nhãn xúc vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì nhãn xúc vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không hoặc nhãn xúc vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng là như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá lợi tử, như các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân. Trong các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá lợi tử, như địa giới cho đến thức giới chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì địa giới vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải địa giới vân vân. Trong địa giới vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có địa giới vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì địa giới vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không hoặc địa giới vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá lợi tử, như nhân duyên cho đến tăng thượng duyên chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì nhân duyên vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải nhân duyên vân vân. Trong nhân duyên vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có nhân duyên vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì nhân duyên vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không hoặc nhân duyên vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá lợi tử, như vô minh cho đến lão tử chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì vô minh vân vân chẳng phải tên gọi cũng chẳng phải vô minh vân vân. Trong vô minh vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có vô minh vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì vô minh vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không hoặc vô minh vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng là như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh.
Xá lợi tử, như bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải bố thí ba la mật đa vân vân. Trong bố thí ba la mật đa vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có bố thí ba la mật đa vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không, trong tự tánh không hoặc bố thí ba la mật đa vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời, do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá lợi tử, như pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì pháp nội không vân vân chẳng phải tên gọi cũng chẳng phải pháp nội không vân vân. Trong pháp nội không vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có pháp nội không vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì pháp nội không vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không, trong tự tánh không hoặc pháp nội không vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời, do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá lợi tử, như chân như cho đến cảnh giới bất tư nghị chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì chân như vân vân chẳng phải tên gọi cũng chẳng phải chân như vân vân. Trong chân như vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có chân như vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì chân như vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không, trong tự tánh không hoặc chân như vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời, do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá lợi tử, như cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì cảnh giới đoạn vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải cảnh giới đoạn vân vân. Trong cảnh giới đoạn vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có cảnh giới đoạn vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì cảnh giới đoạn vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không, trong tự tánh không hoặc cảnh giới đoạn vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời, do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá lợi tử, như thánh đế khổ tập diệt đạo chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì thánh đế khổ vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải thánh đế khổ vân vân. Trong thánh đế khổ vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có thánh đế khổ vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì thánh đế khổ vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không, trong tự tánh không hoặc thánh đế khổ vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời, do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá lợi tử, như bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì bốn niệm trụ vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải bốn niệm trụ vân vân. Trong bốn niệm trụ vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có bốn niệm trụ vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì bốn niệm trụ vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không, trong tự tánh không hoặc bốn niệm trụ vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời, do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá lợi tử, như bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chỉ là tên gọi nhất thời.
Vì sao? Vì bốn tịnh lự vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải bốn tịnh lự vân vân. Trong bốn tịnh lự vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có bốn tịnh lự vân vân. Chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì bốn tịnh lự vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không, trong tự tánh không hoặc bốn tịnh lự vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói, các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá Lợi Tử, như tám giải thoát, chín định thứ đệ, chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì tám giải thoát vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải tám giải thoát vân vân. Trong tám giải thoát vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có tám giải thoát vân vân. Chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì tám giải thoát vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không, trong tự tánh không hoặc tám giải thoát vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói, các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá Lợi Tử, như pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải pháp môn giải thoát không vân vân. Trong pháp môn giải thoát không vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có pháp môn giải thoát không vân vân. Chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không, trong tự tánh không hoặc pháp môn giải thoát không vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói, các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá Lợi Tử, như Tịnh Quán Địa cho đến Như Lai Địa, chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì Tịnh Quán Địa vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải Tịnh Quán Địa vân vân. Trong Tịnh Quán Địa vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có Tịnh Quán Địa vân vân. Chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì Tịnh Quán Địa vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không, trong tự tánh không hoặc Tịnh Quán Địa vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói, các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá Lợi Tử, như Cực Hỷ Địa cho đến Pháp Vân Địa, chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì Cực Hỷ Địa vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải Cực Hỷ Địa vân vân. Trong Cực Hỷ Địa vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có Cực Hỷ Địa vân vân. Chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì Cực Hỷ Địa vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không, trong tự tánh không hoặc Cực Hỷ Địa vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói, các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá Lợi Tử, như năm loại mắt, sáu phép thần thông chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì năm loại mắt vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải năm loại mắt vân vân. Trong năm loại mắt vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có năm loại mắt vân vân. Chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì năm loại mắt vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không, trong tự tánh không hoặc năm loại mắt vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói, các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá Lợi Tử, như 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì 10 lực Như Lai vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải 10 lực Như Lai vân vân. Trong 10 lực Như Lai vân vân không có tên gọi,
trong tên gọi không có mười lực Như Lai vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì mười lực Như Lai vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không hoặc mười lực Như Lai vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói, các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá Lợi Tử, như pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì pháp không quên mất vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải pháp không quên mất vân vân. Trong pháp không quên mất vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có pháp không quên mất vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì pháp không quên mất vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không hoặc pháp không quên mất vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói, các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá Lợi Tử, như trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì trí nhất thiết vân vân chẳng phải tên gọi cũng chẳng phải trí nhất thiết vân vân. Trong trí nhất thiết vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có trí nhất thiết vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì trí nhất thiết vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không hoặc trí nhất thiết vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói, các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá Lợi Tử, như pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì pháp môn Đà La Ni vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải pháp môn Đà La Ni vân vân. Trong pháp môn Đà La Ni không có tên gọi, trong tên gọi không có pháp môn Đà La Ni vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì pháp môn Đà La Ni vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không hoặc pháp môn Đà La Ni vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói, các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá Lợi Tử, như Thanh Văn Độc Giác Đại Thừa chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì Thanh Văn vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải Thanh Văn vân vân. Trong Thanh Văn vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có Thanh Văn vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì Thanh Văn vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không hoặc Thanh Văn vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói, các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Lại nữa, Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên gì mà nói? Nếu như nói ngã vân vân hoàn toàn không sanh, thì chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá Lợi Tử, ngã hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tại sao phải có sanh, cho đến người thấy cũng hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc? Tại sao phải có sanh? Xá Lợi Tử, sắc hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tại sao phải có sanh? Thọ tưởng hành thức cũng hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc. Tại sao phải có sanh? Như vậy cho đến Thanh Văn Thừa hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc, tại sao phải có sanh? Độc Giác Thừa, Đại Thừa cũng hoàn toàn vô sở hữu, bất khả đắc, tại sao phải có sanh? Xá Lợi Tử, do nhân duyên này nên tôi nói, nếu như nói ngã vân vân hoàn toàn không sanh, thì chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Lại nữa, Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên gì mà nói các pháp cũng vậy, hoàn toàn không sanh, chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh? Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, các pháp tự tánh hoàn toàn không hòa hợp. Vì sao? Vì sự hòa hợp, có pháp tự tánh không?
Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, pháp nào tự tánh đều không hòa hợp? Thiện Hiện đáp, Xá Lợi Tử, sắc uẩn tự tánh đều không hòa hợp, thọ tưởng hành thức uẩn tự tánh đều không hòa hợp. Như vậy cho đến thanh văn thừa, tự tánh đều không hòa hợp, độc giác thừa, đại thừa, tự tánh cũng đều không hòa hợp. Xá Lợi Tử, do nhân duyên này nên tôi nói, các pháp cũng vậy, hoàn toàn không sanh, chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Lại nữa Xá Lợi Tử, tất cả pháp chẳng phải thường, cũng không tan rã. Vì sao? Vì nếu các pháp chẳng phải thường thì tánh không chấm dứt. Xá Lợi Tử hỏi, pháp nào chẳng phải thường cũng không tan rã? Thiện Hiện đáp, Xá Lợi Tử, sắc uẩn chẳng phải thường cũng không tan rã, thọ tưởng hành thức uẩn chẳng phải thường cũng không tan rã. Như vậy cho đến thanh văn thừa chẳng phải thường cũng không tan rã, độc giác thừa, đại thừa chẳng phải thường cũng không tan rã. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì nếu pháp chẳng phải thường thì không tự tánh, nếu không tự tánh thì không chấm dứt. Lại nữa Xá Lợi Tử, tất cả pháp chẳng phải vui cũng không tan rã. Vì sao? Vì nếu pháp chẳng phải vui thì tánh không chấm dứt. Xá Lợi Tử hỏi, pháp nào chẳng phải vui cũng không tan rã? Thiện Hiện đáp, sắc uẩn chẳng phải vui cũng không tan rã, thọ tưởng hành thức uẩn chẳng phải vui cũng không tan rã. Như vậy cho đến thanh văn thừa chẳng phải vui cũng không tan rã, độc giác thừa, đại thừa chẳng phải vui cũng không tan rã. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì nếu pháp chẳng phải vui thì không tự tánh, nếu không tự tánh thì không chấm dứt. Lại nữa Xá Lợi Tử, tất cả pháp chẳng phải ngã cũng không tan rã. Vì sao? Vì nếu pháp chẳng phải ngã thì tánh không chấm dứt. Xá Lợi Tử hỏi, pháp nào chẳng phải ngã cũng không tan rã? Thiện Hiện đáp, Xá Lợi Tử, sắc uẩn chẳng phải ngã cũng không tan rã, thọ tưởng hành thức uẩn chẳng phải ngã cũng không tan rã. Như vậy cho đến thanh văn thừa chẳng phải ngã cũng không tan rã, độc giác thừa, đại thừa chẳng phải ngã cũng không tan rã. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì nếu pháp chẳng phải ngã thì không tự tánh, nếu không tự tánh thì không chấm dứt. Lại nữa Xá Lợi Tử, tất cả pháp tịch tĩnh cũng không tan rã. Vì sao? Vì pháp tịch tĩnh tánh không chấm dứt. Xá Lợi Tử lại hỏi, pháp tịch tĩnh nào không tan rã? Thiện Hiện đáp, Xá Lợi Tử, sắc uẩn tịch tĩnh không tan rã, thọ tưởng hành thức uẩn tịch tĩnh không tan rã. Như vậy cho đến thanh văn thừa tịch tĩnh cũng không tan rã, độc giác thừa, đại thừa tịch tĩnh cũng không tan rã. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì pháp tịch tĩnh là không tự tánh, nếu không tự tánh thì không chấm dứt. Lại nữa Xá Lợi Tử, tất cả pháp cũng không tan rã. Vì sao? Vì pháp viễn ly, tánh không chấm dứt. Xá Lợi Tử hỏi, pháp nào viễn ly không tan rã? Thiện Hiện đáp, Xá Lợi Tử, sắc uẩn viễn ly không tan rã, thọ tưởng hành thức uẩn viễn ly không tan rã. Như vậy cho đến thanh văn thừa viễn ly cũng không tan rã, độc giác thừa, đại thừa viễn ly cũng không tan rã. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì pháp viễn ly là không tự tánh, nếu không tự tánh thì không chấm dứt. Lại nữa Xá Lợi Tử, tất cả pháp không vô tướng vô huyện cũng không tan rã. Vì sao? Vì nếu pháp là không vô tướng vô huyện thì tánh không chấm dứt. Xá Lợi Tử lại hỏi Thiện Hiện, pháp nào là không vô tướng vô nguyện cũng không tan rã? Thiện Hiện đáp, Xá Lợi Tử, sắc uẩn là không vô tướng vô nguyện cũng không tan rã, thọ tưởng hành thức uẩn là không vô tướng vô nguyện cũng không tan rã. Như vậy cho đến thanh văn thừa là không vô tướng vô nguyện cũng không tan rã, độc giác thừa, đại thừa là không vô tướng vô nguyện cũng không tan rã. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì nếu pháp là không vô tướng vô nguyện, là không tự tánh, nếu không tự tánh thì không chấm dứt. Lại nữa Xá Lợi Tử, tất cả pháp là thiện, vô tội, vô lậu, ly nhiễm xuất thế, thanh tịnh, vô vi cũng không tan rã. Vì sao? Vì nếu pháp là thiện, vô tội, vô lậu, ly nhiễm xuất thế, thanh tịnh, vô vi thì tánh không chấm dứt. Xá Lợi Tử hỏi,
Pháp nào là thiện, vô tội, vô lậu, ly nhiễm xuất thế, thanh tịnh, vô vi, cũng không tan rã? Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử, sắc uẩn là thiện, vô tội, vô lậu, ly nhiễm xuất thế, thanh tịnh, vô vi, cũng không tan rã. Thọ tưởng hành thức uẩn là thiện, vô tội, vô lậu, ly nhiễm xuất thế, thanh tịnh, vô vi, cũng không tan rã. Như vậy cho đến thanh văn thừa là thiện, vô tội, vô lậu, ly nhiễm xuất thế, thanh tịnh, vô vi, cũng không tan rã. Độc giác thừa, đại thừa là thiện, vô tội, vô lậu, ly nhiễm xuất thế, thanh tịnh, vô vi, cũng không tan rã. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì pháp là thiện, vô tội, vô lậu, ly nhiễm xuất thế, thanh tịnh, vô vi là không tự tánh. Nếu không tự tánh thì không chấm dứt. Lại nữa, Xá Lợi Tử, tất cả pháp chẳng phải thường còn, chẳng phải hoại diệt. Xá Lợi Tử hỏi: Pháp nào là chẳng phải thường còn, chẳng phải hoại diệt? Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử, sắc uẩn chẳng phải thường còn, chẳng phải hoại diệt. Vì sao? Vì bản tánh nó là vậy. Thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng phải thường còn, chẳng phải hoại diệt. Vì sao? Vì bản tánh nó là vậy. Như vậy cho đến thanh văn thừa chẳng phải thường còn, chẳng phải hoại diệt. Vì sao? Vì bản tánh nó là vậy. Độc giác thừa, đại thừa cũng chẳng phải thường còn, chẳng phải hoại diệt. Vì sao? Vì bản tánh nó là vậy. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nói tóm lại, pháp thiện, pháp bất thiện, pháp hữu ký, pháp vô ký, pháp hữu tội, pháp vô tội, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp nhiễm, pháp không nhiễm, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp tạp nhiễm, pháp thanh tịnh, pháp sanh tử, pháp niết bàn, pháp hữu vi, pháp vô vi, tất cả pháp như vậy đều chẳng phải thường còn, chẳng phải hoại diệt. Vì sao? Vì bản tánh nó là vậy. Xá Lợi Tử, do nhân duyên này nên tôi nói, các pháp cũng vậy, hoàn toàn không sanh, chỉ có giả danh, đều không tự tánh. Lại nữa, Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên gì mà nói những sắc cho đến thức nào hoàn toàn không sanh? Như vậy cho đến những thanh văn độc giác đại thừa nào hoàn toàn không sanh? Xá Lợi Tử, bản tánh của tất cả sắc cho đến thức đều không sanh. Vì sao? Vì bản tánh của sắc cho đến thức đều không, không tạo tác, không sanh khởi. Vì sao? Vì pháp không, tác giả bất khả đắc. Như vậy cho đến bản tánh của tất cả thanh văn độc giác đại thừa đều không sanh. Vì sao? Vì bản tánh của tất cả thanh văn độc giác đại thừa đều không, không tạo tác, không sanh khởi. Vì sao? Vì pháp không, tác giả bất khả đắc. Xá Lợi Tử, do nhân duyên này nên tôi nói, những sắc cho đến thức nào hoàn toàn không sanh, như vậy cho đến những thanh văn độc giác đại thừa nào hoàn toàn không sanh. Lại nữa, Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên gì mà nói nếu hoàn toàn không sanh thì không gọi là sắc cho đến thức, như vậy cho đến nếu hoàn toàn không sanh thì không gọi là thanh văn độc giác đại thừa? Xá Lợi Tử, bản tánh của sắc cho đến thức là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì không thể thành lập là sanh, diệt, trụ, dị. Do nhân duyên này nên nói, nếu hoàn toàn không sanh thì không gọi là sắc cho đến thức. Vì sao? Vì không chẳng phải là sắc thọ tưởng hành thức. Như vậy cho đến bản tánh của thanh văn độc giác đại thừa là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì không thể thành lập sanh trụ dị diệt. Do nhân duyên này nên nói, nếu hoàn toàn không sanh thì không gọi là thanh văn độc giác đại thừa. Vì sao? Vì không chẳng phải là thanh văn độc giác đại thừa. Xá Lợi Tử, do nhân duyên này nên tôi nói, nếu hoàn toàn không sanh thì không gọi là sắc cho đến thức. Như vậy cho đến nếu hoàn toàn không sanh thì không gọi là thanh văn độc giác đại thừa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên gì mà nói, làm sao con dùng Bát Nhã Ba La Mật Đa hoàn toàn không sanh để dạy dỗ truyền trao Đại Bồ Tát hoàn toàn không sanh? Xá Lợi Tử, hoàn toàn không sanh tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là hoàn toàn không sanh. Vì sao? Vì hoàn toàn không sanh cùng với Bát Nhã Ba La Mật Đa không hai, không hai phần. Xá Lợi Tử,
hoàn toàn không sanh tức là Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát tức là hoàn toàn không sanh. Vì sao? Vì hoàn toàn không sanh cùng với Đại Bồ Tát cũng không hai, không hai phần. Xá Lợi Tử, do nhân duyên này nên tôi nói, con đâu dùng bát nhã.